À, xin chào quý thầy cô, thì hôm nay Đức xin hướng dẫn cũng như chia sẻ cho quý thầy cô một cái phần mềm có tên gọi là Keynan 9.0, Keynan Desktop 9.0. Thì cái phần mềm này nó có tác dụng gì đối với giáo viên tiếng Anh? Thì cái phần mềm này là một cái phần mềm chuyên dụng cho giáo viên tiếng Anh khi chúng ta gõ các cái phiên âm đặc biệt. Tại vì như quý thầy cô đã biết thì trên bản Word hiện tại chúng ta không có cái cách nào để mà có thể gõ được những phiên âm đặc biệt, ví dụ như trên màn hình xuất hiện âm ơ, âm nè, âm ô nè, nó có những cái quy ước như thế này, âm UK và US và âm A, ví dụ như là âm âm E thì trở thành âm A, nhân dân. Ở đây có thì chúng ta phải thuộc cái quy ước này để mà có thể gõ được các cái phiên âm đó. Ví dụ như này, âm I, âm O, và ví dụ như âm A và âm A, cũng như là âm O và hai chấm, cũng như là âm O và này, hai chấm. Thì những ký tự này đặc biệt này nó có thể giúp cho quý thầy cô có thể viết những cái phiên âm cực kỳ nhanh chóng trên cái phiên bản Word hiện tại của mình. Thì mình sẽ thực hiện một số từ đơn giản và phức tạp một chút để cho quý thầy cô có thể thấy là nó cực kỳ tiện lợi cho chúng ta khi mà soạn văn bản với những cái phiên âm đặc biệt này. Ví dụ chữ name thì chúng ta sẽ gõ âm M bình thường và cái âm A như thế này. Thì cái quy ước đó các bạn phải học thuộc và sau đó thì chúng ta tiến hành gõ thôi. Thì khi đúng cái ký tự đó, đúng cái quy ước đó thì tự động nó chuyển thành cái âm đặc biệt cho chúng ta sử dụng. Ví dụ như international thì chúng ta sẽ phiên âm ra như sau. Chúng ta có cái dấu nhấn phụ âm như này, in, và ta có như thế này, in, để mình gõ cho các bạn ha. Enter và nation, phiên âm 1 thì mình sẽ chuyển như thế này. Nó hơi mất công một chút đối với những cái nhấn trọng âm này. Ở đây thì là cái âm A, sorry, international, âm sure, thì chúng gọi bình thường ta. International, này. International, no. Thì sau đó thì các bạn sẽ tiến hành chúng ta gõ lại cái chỗ này thôi. Tại vì chỉ có hai cái dấu này thì cái phần mềm nó không có quy ước, chúng ta phải tự quy ước. Ví dụ như chữ letter này. Ở đây nó sẽ âm L và âm E thì dễ rồi. Âm L, âm E thì chúng ta không cần phải lubu. Nhưng mà chỉ có âm D, lúc này âm D thì chúng ta sẽ dùng cái âm ở đây nó có quy ước mình quên rồi, chữ D, chữ D thì các bạn sẽ dùng âm D và dấu phẩy thì nó sẽ chuyển thành âm D cho mình nha, là D. Như vậy thì nó khỏi phải giãn cách, chúng ta gõ liền y gian như Word luôn thì nó sẽ dễ cho chúng ta rất nhiều trong cái việc mà soạn thảo văn bản. Ví dụ chúng ta gõ cái từ birthday thì nó có bao gồm âm ơ, âm phờ và âm a. Âm bờ thì đây, âm bờ thì chúng ta dễ rồi, âm ơ thì chúng ta sẽ dùng âm này, và âm e bằng thì nó sẽ chuyển thành âm ơ đặc biệt này để chúng ta thêm vô hai chấm thôi, và âm thờ thì nó dùng âm tờ và dấu bằng, sorry, âm tờ và phẩy thì nó sẽ thành âm phờ. Birthday âm a thì nhớ mình là âm e, e nhỏ, thì chúng ta đã phiên âm được chữ birthday. Thì mình hy vọng rằng cái video nhỏ này có thể giúp cho quý thầy cô có thể sử dụng được cái phần mềm này khá là dễ dàng để mà chúng ta có thể soạn được nhiều tài liệu hữu ích cho học sinh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.